Chào mừng anh chị đã quay trở lại với New Skin 88. Anh chị thân mến, trong video ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu cho anh chị toàn bộ thông tin cần thiết nhất về máy massage bụng Ageloc Galvanic Body Spa. Với thiết kế tiện dụng, phù hợp với từng đường cong của dáng người, máy massage bụng Ageloc Galvanic Body Spa có thể tự điều chỉnh dòng điện phù hợp với cơ thể, cũng như độc quyền dẫn điện bề mặt được thiết kế nhằm tăng cường cung cấp những dưỡng chất thiết yếu cho làn da của anh chị. Hỗ trợ tăng kích thích da, tăng hoạt động của chất lỏng nhằm làm sạch đồng thời đem lại cho làn da cảm giác tươi trẻ hơn bao giờ hết. Giải pháp chống lão hóa có thể nằm ngay trong tầm tay của anh chị. Sự khác biệt của sản phẩm này đã được chứng minh, có hiệu quả cung cấp các thành phần Ageloc chính cho da gấp 10 lần. Chỉ sau 8 tuần sử dụng, 96% đối tượng cho thấy sự cải thiện về xuất hiện ở đùi và 85% đối tượng cho thấy sự cải thiện xuất hiện ở cánh tay và bụng. Video này sẽ là toàn bộ những thông tin về máy massage bụng Ageloc Galvanic Body Spa. Đặc biệt là trong video, em cũng sẽ cập nhật rất nhiều chương trình khuyến mại và mã giảm giá, thế nên anh chị đừng bỏ lỡ bất kỳ một thông tin thú vị nào nhé! Video của chúng ta ngày hôm nay sẽ gồm có các phần như sau. Phần 1. Công dụng của máy. Phần 2. Những tính năng và đặc điểm. Phần 3. Nguyên tắc hoạt động của máy. Phần 4. Những tác động tuyệt vời của sản phẩm này đối với cơ thể. Và phần cuối cùng, cách check hàng chính hãng. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về những công dụng tuyệt vời của máy massage bụng Ageloc Galvanic Body Spa anh chị nhé. Cụ thể thì những công dụng đó chính là giảm thiểu và làm mịn sự xuất hiện của mỡ cơ thể và cellulite cho cơ thể mỏng hơn, cung cấp cho cơ thể một sự xuất hiện mịn màng, cải thiện sự xuất hiện của sự vững chắc của làn da, cải thiện tình trạng toàn thân của da, giúp kích hoạt và làm sạch da, hydrate cho làn da của anh chị, làm mượt sự xuất hiện của cellulite để tạo nên một cơ thể săn chắc và khỏe mạnh hơn với body shaping gel, khóa ẩm bằng dermatic effect. Vậy đâu là những tính năăng và đặc điểm của máy massage bụng Ageloc Galvanic Body Spa? Trong phần thứ hai của video, em sẽ giải thích cho anh chị cùng biết nhé. Cụ thể thì đó chính là tăng cường sức lao động với diện tích bề mặt lớn hơn và đường viền thoải mái. Bề mặt dẫn truyền của Ageloc Galvanic Body Spa chỉ dành cho Nu Skin. Các dòng điện tự điều chỉnh bằng sáng chế, tay cầm và xách tay rất tiện lợi. Sau đây thì em sẽ giới thiệu cho anh chị những nguyên tắc hoạt động của máy massage bụng Ageloc Galvanic Body Spa. Anh chị thân mến, khoa học chống lão hóa của Nu Skin nhắm đến các nhóm gen trẻ được viết tắt là YGCs trong cơ thể có trách nhiệm chuyển động của chất lỏng, cấu trúc da, hydrat hóa và chuyển hóa lipid. Bằng cách nhắm mục tiêu đến các YGC, Ageloc Galvanic Body Spa sẽ làm giảm sự xuất hiện của cellulite và các công ty nâng, làm trơn và slim cơ thể trong khi khóa trong hydrat hóa. Các phương pháp điều trị spa bằng Galvanic hoạt động theo nguyên tắc đơn giản giống như tính phí đẩy lùi và ngược lại. Ageloc Body là một dụng cụ spa tại nhà sử dụng cùng một nguyên tắc để nâng cao chất lượng các thành phần nạp vào da. Anh chị sẽ điều trị cơ thể với hai bước sử dụng sản phẩm Ageloc Body Product. Việc sử dụng Body Shaping Gel thâm nhập da để cải thiện sự xuất hiện của tổng thể trong khi theo sau với Dramatic Effect khóa trong hydrat hóa. Chọn chế độ điều trị tối ưu được lập trình trước với cực chính xác và thời gian để khớp với sản phẩm Galvanic Spa mà anh chị đang sử dụng. Anh chị có biết, trong nhiều thời gian, spa, thẩm mỹ viện hay các bác sĩ đã sử dụng dòng điện nhẹ nhàng trong biện pháp điều trị tùy chỉnh nhằm làm mới cũng như tăng thêm sinh lực cho làn da. Hiện nay, spa thẩm mỹ không còn phục vụ cho tầng lớp thượng lưu nữa, anh chị có thể được nhận một chế độ chăm sóc da thường xuyên và thoải mái, kết quả tốt, ít tốn kém chi phí tại nhà. Với thiết kế tiện dụng, phù hợp với từng đường cong của dáng người, máy massage bụng Ageloc Galvanic Body Spa có thể tự điều chỉnh dòng điện phù hợp với cơ thể, cũng như độc quyền dẫn điện bề mặt được thiết kế nhằm tăng cường cung cấp những dưỡng chất thiết yếu cho làn da của anh chị. Hiện tại, các anh chị có thể mở khóa bí mật để trải nghiệm hiệu quả của trị liệu spa tại nhà với bộ máy massage bụng Ageloc Body Spa trong bộ mỹ phẩm Nu Skin. Vậy đều là những tác động tuyệt vời của máy massage bụng Ageloc Galvanic Body Spa đến cơ thể của chúng ta. Hãy cùng em tìm hiểu qua phần thứ tư anh chị nhé! Cơ chế dùng của máy massage giúp cho các dòng khí huyết dưới da bụng được lưu thông, giúp anh chị được thư giãn, tinh thần sảng khoái. Khí huyết lưu thông, chúng sẽ thúc đẩy và hỗ trợ các mạch máu cung cấp chất dinh dưỡng nuôi da cho khỏe. Máy massage này còn giúp làm giảm mỡ vùng bụng. Anh chị cũng biết, massage có tác dụng giảm cân do chúng làm nóng cơ thể, chuyển mỡ thành mồ hôi thoát. Máy massage Galvanic Body Spa kết hợp với gel massage riêng cho máy dưỡng da còn có tác động lên mỡ thừa và độc tố trong cơ thể, giảm thiểu cellulite, một hiện tượng tích mỡ thừa trên da. Không chỉ thế, chiếc máy này còn giúp cải thiện quá trình tiêu hóa.
Thực chất, massage bụng cũng là một hình thức xoa bóp dạ dày giúp dạ dày co bóp, tiêu hóa thức ăn tốt hơn, tạo thuận tiện cho quá trình trao đổi chất, cải thiện sức khỏe của cơ thể. Trong phần tiếp theo của video, em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách check hàng chính hãng anh chị nhé! Nếu như anh chị chưa biết mua sản phẩm này chính hãng ở đâu, giá như thế nào thì anh chị có thể nhờ Nuskin 88 tư vấn giúp cho anh chị. Nuskin 88 nhận hỗ trợ tư vấn hotline trong giờ hành chính và hỗ trợ 24/7 qua các kênh tư vấn khác như Facebook, Zalo. Bên em sẽ giúp anh chị hiểu được mình có thật sự cần sản phẩm này ngay bây giờ hay không. Hiện nay, Nuskin 88 đang áp dụng chương trình đồng giá dành cho 50 khách hàng mua hàng đầu tiên, nên anh chị sẽ được mua với mức giá của nhà phân phối nếu như anh chị mua hàng trong đợt này. Anh chị chỉ cần nhập mã Giang 087 khi mua hàng trên website nuskin88.com hoặc cung cấp mã này cho nhân viên khi gọi đến tổng đài 083-551-9999 anh chị nhé. Đến đây thì có lẽ nhiều anh chị đều có chung một thắc mắc, tại sao cùng một dòng sản phẩm mà lại có quá nhiều mức giá khác nhau và sản phẩm bên em lại có giá rẻ như vậy phải không nào? Em sẽ trả lời thắc mắc của anh chị theo 7 lý do như sau. Đầu tiên, hiện nay sản phẩm này chỉ có một dòng duy nhất đến từ tập đoàn Nuskin và không có hàng giả. Thứ hai, tất cả các nhà phân phối hay còn gọi là người bán hàng đều nhập hàng từ một nguồn duy nhất, đó là Nuskin Việt Nam, nhưng khác nhau về số lượng nhập hàng. Ví dụ như anh chị mua một sản phẩm về dùng thì sẽ mua với giá của công ty bán lẻ. Nếu anh chị mua 10 sản phẩm về bán thì tất nhiên phải có mức chiết khấu từ 4 đến 5%. Và nếu anh chị mua 500 sản phẩm về bán thì tất nhiên anh chị sẽ được hưởng mức chiết khấu lớn hơn từ 15 đến 20%. Đó là lý do mà các nhà phân phối hầu hết đều lấy hàng toàn bộ của bên em để được hưởng với mức giá mà bên em mua với số lượng nhiều và đã tích điểm trong 7 năm qua. Và anh chị đang rất may mắn khi được mua với giá của nhà phân phối. Thế nhưng nhà phân phối, họ nhập vào với mức giá mà em đang bán cho anh chị thì họ không thể bán ra với mức giá này được. Là anh chị thì chắc chắn là anh chị sẽ phải nâng mức giá này lên tùy vào mức lãi mà anh chị mong muốn. Đó là lý do thị trường xuất hiện rất nhiều loại giá. Và khi bán giá cao thì người bán sẽ phải mất rất nhiều thời gian, công sức hơn để tư vấn, thuyết phục trong một ngày, một tuần, thậm chí là một tháng. Thế nhưng thời gian em bán chỉ mất đúng một phút để các nhà phân phối đặt hàng bên em. Thế nên thời gian đó họ bỏ ra xứng đáng với tiền lãi họ nhận được phải không nào? Nếu em là người mua hàng thì em cũng mong được mua hàng chính hãng tốt nhất. Thế nhưng nhà phân phối cũng phải bán được hàng thì bên em cũng mới bán được cho họ. Đó là lý do người bán hay nói rằng hàng giá thấp là hàng giả, hàng nhái để anh chị còn mua hàng của họ. Bởi vì đó chính là mức giá mà họ nhập vào của bên em. Và cuối cùng, mỗi người có một chiến lược kinh doanh khác nhau. Người bán lẻ cá nhân với mức vốn ít thì sẽ càng muốn bán giá cao để có lợi nhuận. Trong khi đó, người bán buôn với quy mô lớn lại có vốn để nhập hàng sẽ muốn đẩy số lượng nhiều hơn để có mức chiết khấu cao hơn. Để anh chị có thể yên tâm hơn nữa về sản phẩm của Nuskin 88 thì em sẽ chỉ cho anh chị một cách check mã mà anh chị có thể tự tay mình kiểm chứng. Đây là phần mềm check mã chuyên để check các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Cụ thể thì anh chị hãy truy cập vào đường link checkcosmetic.net. Mỗi lô hàng khi tập đoàn Nuskin sản xuất được phân phối trên 54 quốc gia đều được đăng ký mã số qua Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA Hoa Kỳ và có lưu trong phần mềm check hàng này. Nhiều anh chị có hỏi em là phần mềm iCheck Việt Nam có check được không thì câu trả lời là không anh chị nhé. Đây là sản phẩm thuộc công ty Nuskin Mỹ và phân phối trên 54 quốc gia, tiêu chuẩn kiểm định rất nghiêm ngặt. iCheck không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của tập đoàn, bởi vì iCheck là phần mềm do người Việt sáng lập và phục vụ cho sản phẩm trong nước. Để phục vụ cho 54 quốc gia, công ty chỉ liên kết duy nhất với một phần mềm checkcosmetic.net và quản lý bằng số lô đăng ký. Số lô được cập nhật mỗi tháng nên khi check, kết quả nhận được chính xác tuyệt đối ngày tháng năm sản xuất có trùng khớp với nhau hay không. Điều này thì iCheck không thể đáp ứng được. Anh chị có thể thấy trong phần mềm có hơn 1.000 thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, ví dụ như Adidas, Chanel, Clarins, Dove, Estee Lauder, Maybelline, Burat, Nivea, SQ2, v.v. Nên khi anh chị check thì anh chị có thể kiểm tra trên mã bao bì sản phẩm có trùng khớp với trên phần mềm hay không, thì đó chính là hàng chính hãng anh chị nhé. Tiếp theo thì em sẽ cung cấp cho anh chị những hình ảnh của kho buôn tổng tại Nuskin 88 để anh chị có thể yên tâm hơn khi lựa chọn mua hàng tại Nuskin 88 anh chị nhé. Bên em là đại lý cấp 1 của công ty Nuskin Hoa Kỳ, số lượng đơn hàng mỗi ngày về liên tục và rất lớn như anh chị có thể thấy. Nuskin 88 cung cấp tất cả mọi sản phẩm của hãng Nuskin, đảm bảo chính hãng và về đến tay khách hàng với date mới nhất.
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, anh chị hãy liên hệ với bên em qua hotline 083 551 9999 để được giải đáp nhanh nhất anh chị nhé. Nói không thì chưa đủ, em sẽ cho anh chị thấy tin nhắn thực tế của các khách hàng đã mua sản phẩm của bên em. Các anh chị này đều là những khách lẻ, thế nhưng hóa đơn mỗi lần mua lên tới 30 triệu, thậm chí là gần 60 triệu đồng. Đủ để thấy khách hàng tin tưởng bên em như thế nào rồi đúng không nào? Khách hàng mua hàng loạt sản phẩm với hóa đơn dài như thế này là bởi vì Nu Skin 88 luôn tạo được sự uy tín, chất lượng không chỉ về sản phẩm mà còn cả về dịch vụ nữa. Vậy để sở hữu sản phẩm đến từ thương hiệu Nu Skin với chất lượng chính hãng với mức giá rẻ bậc nhất trên thị trường, anh chị còn chần chờ gì nữa mà không đến ngay với Nu Skin 88 để được hưởng những ưu đãi lớn nhất phải không nào? Hãy gọi ngay đến hotline 083 551 9999 hoặc truy cập vào website nuskin88.com và nhập mã Giang087 để được hưởng ưu đãi cực lớn này anh chị nhé. Lưu ý là mã khuyến mại này chỉ có hạn, thế nên anh chị hãy nhanh tay dích về cho mình những sản phẩm chất lượng mà giá cả phải chăng anh chị nhé. Đặc biệt, Nu Skin 88 xin đưa ra các cam kết để bảo đảm niềm tin của khách hàng luôn được đặt đúng chỗ. Đó là cam kết hàng chính hãng 100%, nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái, anh chị sẽ được hoàn lại 300% số tiền trên tổng giá trị hóa đơn. Nu Skin 88 nhận giao hàng nhanh toàn quốc, khách hàng được quyền kiểm tra hàng trước khi nhận, nếu không đúng thì sẽ được hoàn trả lại. Cam kết các sản phẩm đều có hạn sử dụng dài nhất từ công ty Nu Skin. Anh chị nếu cần hỗ trợ, tư vấn thêm về sản phẩm xin vui lòng liên hệ qua hotline 083 551 9999 để được giải đáp nhanh nhất. Em cũng xin mách cho anh chị một tip rất hay để mua các sản phẩm từ Nu Skin chính hãng hoặc tìm kiếm tất cả mọi thông tin về bất kỳ một loại sản phẩm nào của hãng Nu Skin. Đó là anh chị hãy sử dụng ngay công cụ tìm kiếm Google, gõ với cú pháp tên sản phẩm cộng Nu Skin 88, chẳng hạn máy rửa mặt Nu Skin 88, dầu gội Nu Skin 88, v.v. Kết quả tìm kiếm sẽ giúp anh chị tìm được sản phẩm mà mình đang mong muốn với mức giá ưu đãi nhất. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho các anh chị trong việc tìm kiếm một sản phẩm phù hợp, chính hãng và chất lượng cho mình cùng những người thân yêu. Em đã làm rất nhiều video giới thiệu về các loại máy nâng cơ, máy massage hay máy rửa mặt khác của Nu Skin. Anh chị hãy cùng tìm hiểu nhé! Em sẽ thường xuyên cập nhật rất nhiều video chia sẻ về thông tin các sản phẩm của Nu Skin. Anh chị hãy nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin cực bổ ích và thú vị nhé! Nu Skin 88 chúc anh chị có một ngày tốt lành và hẹn gặp lại ở những video sau!